Ơi hái ơi, xin chào tất cả các bạn. Nó trên tay mình đây chính là con khủng long bay điều khiển từ xa, cực kỳ nhỏ gọn và đáng yêu nha các bạn. Thì con này rất chi là rẻ luôn các bạn ơi, tầm khoảng 100 ngàn thôi. Nó rất thích hợp dành cho các bạn thiếu nhi nè. Nó đam mê lái máy bay nhưng mà sợ rủi ro cao thì nên mua con này rất chi là ổn định luôn. Đó thì con này có những ưu điểm rất là quan trọng, đó chính là cực kỳ dễ bay các bạn, có tay điều khiển luôn. Cái thứ hai đó là độ bền rất chi là cao luôn, và cái thứ ba là độ an toàn tuyệt đối luôn nha các bạn. Nó vì cánh nó bằng nhựa và khi nó tác động gì đâu thì tự động nó ngắt động cơ luôn các bạn. Nói chung cực kỳ độ an toàn khá chi là cao luôn. Nó thì khi các bạn mua cái sản phẩm này về các bạn thấy không? Nó cũng long bay cực kỳ nhỏ gọn và đáng yêu nha. Cái hộp như thế này nè. Đó, logo cực kỳ đẹp các bạn. Thì đây nó hai màu như thế này. Nó một màu hồng và màu xanh nha. Nó rất là đẹp các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ khui hộp bên trong cho các bạn xem nha. Đó, khui ra nè. Đó. Cực kỳ nhỏ gọn và đáng yêu nha các bạn. Đó thì ở đây nó có kèm một cái cổng sạc chui tròn nhỏ cho các bạn nè. Đó, khi mà hết pin thì các bạn ghim vô sạc nha. Đó, rất chi là cu tê và đáng yêu luôn. Đó, trước mắt các bạn đó chính là con khủng long bay màu hồng nha, rất là đẹp nha các bạn. Đó, đây có cả tay điều khiển luôn nè. Đó, tay điều khiển giờ mình sẽ bỏ qua bên nha, mình sẽ trở lại với các bạn nha. Khủng long bay điều khiển từ xa, cực kỳ đẹp nha các bạn. Đó, rất chi là đáng yêu luôn các bạn ơi. Đó, thì như nãy mình nói thì độ an toàn con này là cực kỳ cao nha các bạn. Nó khi mà nó va chạm vô đâu, cánh này nó va chạm vô đâu thì tự động nó ngắt động cơ luôn, rất là an toàn. Đó, dưới đây nó là công tắc mở nguồn nè các bạn. Đó, các bạn nhớ là bấm công tắc cho chính xác nha. Cái này nó rất là yếu rồi, rất dễ gãy nha các bạn. Đó, chỉ cần gạt qua bên trái thôi là nó sẽ mở nguồn con khủng long bay lên. Đó, có đèn luôn, rất chi là đẹp nha các bạn. Đó, thì các bạn muốn điều khiển thì các bạn chỉ cần mở nguồn tay điều khiển lên. Đó, đẩy lên đẩy xuống cho kết nối, rồi sau đó các bạn đẩy lên thôi, lên ga thì nó sẽ bay thôi. Nó buông rồi nó sẽ bay lên nha các bạn. Nó còn cái cần gạt bên phải này là không có tác dụng các bạn, để cho có thôi. Đó các bạn thấy không, khủng long bay cực kỳ đáng yêu luôn. Nó thì bây giờ mình sẽ bay thử vài vòng cho các bạn xem chơi nha. Nó thì cái tay điều khiển nãy mình quên nói với các bạn là khi các bạn điều khiển cái con khủng long bay thì các bạn sẽ hướng cái đầu đèn này nè ngay con điều khiển thì như vậy nó sẽ bay ok thôi các bạn. Đó, các bạn qua hướng khác thì nó sẽ không quay được nè, thấy không nè, qua hướng khác nó không quay nè. Đó, phải ngay con khủng long bay nó quay được. Đó thì bây giờ bạn vẫn chuẩn bị buông ra coi, 1 2 3. Đó, cực kỳ phê nha các bạn. Đó, ok, thì bây giờ sẽ cho các bạn ở đây bay nha. Rồi, chào các bạn ơi. Đó, ok, thì bây giờ bạn Vĩnh sẽ bay đầu tiên nha. Đó, thì bạn Vĩnh chuẩn bị bay đi. Đó, ok. Đó, bay cực kỳ cao luôn nha các bạn. Đó, con này siêu bền, lỡ có rớt cũng sẽ không hư luôn. Rồi, hạ ga Vĩnh ơi. Đó. Rồi, đã rớt rồi, mình cam đoan với các bạn là sẽ không hư luôn. Con này rất chi là bền nha các bạn. Đó, ok, thì bây giờ bạn Vĩnh sẽ nhường cho bạn Tấn đi. Đó, bạn Tấn cực cái ai. À, thì ok, rồi, bay từ từ bạn Tấn ơi. Rồi, bay cao lắm rồi bạn Tấn ơi. Hạ xuống từ từ, Tấn ơi. Hướng, rồi, bay lên cho bay lên. Rồi, hay lắm, hạ xuống Tấn ơi, coi chừng đi lụm Tấn ơi. Rồi, tiếp tục tới bạn khác nha. Đó, thì tiếp theo bạn Nhí sẽ điều khiển con khủng long bay nha các bạn. Rồi, bạn Nhí chuẩn bị đi. Rồi, ok. Rồi, làm lại bạn Nhí ơi. Làm lại. Mày chạy. Thôi mày dục lên trời. Đừng có dục, con buông tay ra thôi, nó bay lên cao lên ra đi. Hướng cái camera, hướng cái tay điều khiển cho con khủng long. Cầm hoài đừng buông. Rồi hạ ga xuống từ từ thôi, chứ bay từ từ thôi. Rồi. Đó, ok, bay rất là cao nha các bạn. Hạ xuống đi Nhí ơi. Găm. Đó, ok, thì con này siêu bền nên các bạn khỏi lo vấn đề hư nha. Tới mày Nam ơi, vừa tiếp theo. Rồi, tiếp theo sẽ tới bạn Nam nha. Đó, thì tiếp theo bạn Nam sẽ bay nha các bạn. Rồi, Nam lên ga từ từ đi. Rồi, hay lắm Nam ơi, hạ từ từ xuống Nam ơi. Từ từ thôi, đừng hạ quá con. Rồi, bạn Nam thất bại rồi các bạn ơi. Đó, thì tiếp theo bạn Toàn sẽ bay nha các bạn. Rồi, Toàn lên ga từ từ thôi. Rồi, ok, hạ từ xuống Toàn, hạ ga từ từ xuống. Rồi, lên ga lại. Rồi, hay lắm Toàn ơi. Đó, ok, Toàn lái cũng khá là hay nha các bạn.
Ok, thì bây giờ sẽ tới với mình bay khủng long bay điều khiển từ xa nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Cực kỳ ok và đẹp nha các bạn. Đó, giờ sẽ bay lên nha. Đó, bay rất chi là đậm nha các bạn. Đó, thì nãy các bạn nhỏ không biết bay nên nó bay rất là xa thôi. Đó, cực kỳ ok nha. Con bay thử làm cái. Đó, các bạn thấy không? Bay rất chi là đã nha các bạn. Đó, các bạn hướng tay điều khiển như con khủng long nha. Quay. Đó, ok. Nó cũng rất chi là ngoại luôn nha các bạn. Cực kỳ đã nha các bạn, bay cao luôn nè. Không là cao đấy chứ không quá cao nữa. Bay từ 1 đến 1. Đó thì sẽ là một lần nữa nha các bạn. Cực kỳ đã đúng không các bạn? Đó. Bạn thấy không? Đó, bay lên nha. Bay đến mình mà sợ không chứ bay mình ta. Đó, các bạn thấy không, bay cũng khá chi đậm các bạn, dù mình không điều khiển luôn nè. Đó, sướng bay điều khiển gì con cũng làm được. Đó, ê thằng khốn nạn. 30 là 10 ngàn được 200. Ok, ok, cực kỳ đã các bạn ơi. Đó, ok các bạn, cực kỳ ok các bạn. Nói bây giờ sẽ cho bạn tính lái nha. 1.3 Rồi, tiếp theo sẽ là bạn Tấn nha. Rồi, Tấn bay lên đây, hướng tay điều khiển cho con khủng long. Rồi, hạ từ từ thôi. Đó, Tấn bay rất là cao nha các bạn. Đó, tương lai Tấn sẽ đi lượm các bạn ơi. Rồi, hạ cho Tấn ơi, để thôi lượm xa Tấn ơi. Hạ cho đi Tấn, để thôi lượm xa. Rồi ok, bạn Tấn đã lụm rồi các bạn ơi. Đó ok, thì bây giờ mình sẽ tạm ngưng video ở đây nha các bạn. Đó, nếu thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh của mình nha các bạn. Đó các bạn thấy không, khủng long bay siêu bền và siêu an toàn luôn nha các bạn. Đó ok, bye bye tất cả các bạn.